anh em ạ. Hai anh em mình đang ngồi canh cái con nhạy bùn xuê à. Trời tốt lắm nhưng mà vẫn chưa đá. Ở trong cái món này em nhé. Nếu mà nó đá lồng ấy thì mình sẽ quay lại cho anh em xem. Bây giờ quay được hết clip rồi. Thế nhưng mà chưa có clip sập anh em ạ. Ngồi uống nước đã, giờ kệ cho nó sập thì lúc đấy quay sau anh em ạ. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nhá. Đấy. Úi giời ơi. Đẹp thế nhỉ. Hay đấy. Hay. Con này phải nói là chạm cành là bung xuôi à. Có gọi là đường hoạt. Úi xòe mềm không ạ? Em thấy nhảy ra đuôi lắm. Ừ. Úi xòe mềm rồi nhá. Xòe mềm nhá. Chắc chắn luôn. Đi. Cứ hơi ra giọng phát là xòe ạ. Úi. Mọc nó phải thế này. Anh em mình đi có duyên đầu tiên đã ra cái con chi bổi hay này. Giờ bắt đầu nó ra giọng nhiều. Bây giờ bắt đầu cậu lên lên độ đấy. Ừ. Quay nó đè lên rồi đấy. Cứ một tí cái người lại đi qua khiếp vãi đái à. Chi đây thì đái hình trời. Hay nhỉ? Hay. Không, em không nghĩ nó hay được. Ừ. Về nó đấu nó áo. Đôi này là đôi khác em ạ. Cái đôi lúc đầu đấu đi rồi nhỉ. Ừ. Đôi này quá. Ừ. Bù xòe lên giỏi. Từ nãy giờ nó phải mười mấy phát. Chẳng qua là mình không bắt kịp những khoảnh khắc đấy. Đẹp thật. Cầu cánh mỏ. Ui đuôi, ui đuôi, đuôi tuyển. Nhạy đuôi lắm. Anh có thấy không đấy? Có cái cảnh thấy đẹp lắm. Ui giời, lại nhạy xòe luôn. Cái bầu chạm cầu à, chạm. Ui giời, ui giời. Con này thì cũng nhiều anh em thích. Nó gọi là điệu múa. Điệu múa của huyền thoại. Điện thoại là... Làm sao có vào chung kết mà xòe loạn như thế này thì... Cứ mà toai. Ui dồi ôi, xòe kinh. Dụng vòng vàng luôn. Mái kẹp này. Phải đeo thuyền chết lâu rồi. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi, xòe ôm cống kìa. Đại ca có zoom rồi. Đá. Ui dồi, lại đá trượt. Rồi, đá đè lên là có đấy bị xòe. Nó gần vượt lồng, nó lại bay. Cái mõ nhỏ, câu với lượn thác ra chục lần, đá thế nào mà đỡ được. Em ra giọng đấu găm rồi đấy. Găm rồi, con này đang đợi thời gian chết thôi. Như kiểu là cậu đẹp, cậu muốn chọn giờ đẹp. Em không biết từ sao bây giờ. Đây lại chuẩn bị tỏi lại bung xòe lại đây này. Đấy 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 đấy, đấy. Chết dở. Em bắt nhịp nó chuẩn lắm. Ui rồi ôi. Cậu cứ về cậu bung xòe, em bấm xem đến giờ chết chưa nào. Nào 51 rồi đại ca. Em 51 rồi. 55 là cậu đi chọn là đẹp 4 phút nữa. Bung xòe phải gọi là nháy máy. Chết thật, mình chỉ ăn hỏng hết cái máy quay. Đuôi lại cứ to đúng này. Bán hàng rồi anh em ạ. Đổi cành mà phát chết luôn. Báo hàng em nhá. Cuối cùng mình ăn là con danh quan anh. Ui rồi. Phải nói là chấm điểm luôn cho em mồi T3 luôn. Báo hàng anh em nhá, hàng nhạy bung xòe luôn anh em ạ. Đấy, úi giời ơi, full clip anh em ạ. Cực nhạy bung xòe. Hàng khủng, cảm nhận của em khi bắt được con này nào hả em? Nét, nét luôn à. Bỏ nhiều tiền, nó run các cụ ạ.
con mồi T3 này của anh được đấy chứ nhỉ. Nhiều anh em chốt nhưng xa quá không gửi được, hơi dẫy tí. Cái cần anh hỗ trợ không? Ui to à nhỉ. Cái lưới anh đan nó hơi bé giúp đâu. Ui giời các cụ ơi. Ui. Được đấy. To lắm. Cầm đậy tay luôn. Này quay này cho anh em xem này. Ui giời. Gặp lại con má lỡ VIP anh em này. Không còn kịp cầm máy quay. Máy quay đang vứt ở xe anh em ạ. Ôi. Dùng quá. Còn có cái này nó câm như vậy cả. Ôi chết luôn rồi này. Dùng tay quá. Má lỡ cực kỳ VIP anh em nhá. Đứng cách có tầm khoảng 5m. Dậy 5m. 4m. Đánh. Còn con nữa ở kia kìa. Con nữa chắc không trong kia. Ôi chiều nay làm với X4 rồi về. Ui giời, ui giời, con gì đấy. Nó ăn thịt nó luôn. Lên la, lên la. Thấy đưa thuyền này không? Con chim nào đấu trong nước con chim đấy. Con mồi này yếu là nó trùng xuống đấy. Thôi nó ché rầm rầm. Hót giọng của nó to ấy. To. Không còn kịp ra xe mà để mới quay. Có anh em nào mà muốn clip đẹp thì để em ra đuổi nó ra để em lấy máy quay. Ừ, đây à? Nó đây này. Nóng lắm anh. Nóng lắm. Trong kia của mấy bạn. Dùng tay quá. Đây rồi. Đây này. Đây có bố này. Ngay trên đầu luôn à? Vâng. Có đấu không? Chả đấu đá mà. Đột hết. Thế anh em mình đi con mẹ ra kìa. Kệ nó cho rồi. Quay một phát cả hai. Nhá. Đuổi nó đi. Rồi nó về mà. Kêu toạch phát hai lồng luôn đi. Ăn hàng anh em nhá. Ăn hàng luôn này. Đỡ về cầu nhà. Anh em ạ. X4 rồi. Lại em lại được gỡ bổi. À đâu. X1, X2, X3 ở X4. Ông em được gỡ bổi. Ông em lại được gỡ bổi anh em ạ. Điều thuyền, hàng khủng đấy. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình anh em nhá. Làm công ty ông anh bảo gửi đi bẫy ông cần cho gỡ bổi thì mệt quá các cụ. Ôi giời, có con nữa ngay trong thùng trong này em này. Thùng trong kia ông con. Ừ. Gỡ bổi, báo hàng, báo hàng. Báo hàng các cụ nha. Ôi giời. Kỷ niệm luôn cho cô em luôn. Mang về chơi. Rất là nhanh và gọn các cụ ạ. Bị bẫy mình thì được bổi mình không quan trọng. Anh em vui là chính. Vui là chính. Anh em xem clip là chủ yếu. Đây hàng này anh em nha. À, ui, đang thay lông các cụ ạ. Đang thay lông. Chăm à. Chân nào. Chân gì? Ôi, chân con này cũng là con má lỡ thôi, một mùa. Lỡ. Đang thay. Không mông. Cụ ấy đang thực hiện gọi bổi anh em nhé. Đây là, đây ngọn cây luôn. Quay lấy ngọn cây cho anh em xem. Đây này anh em ạ. Đây này. Dùng được không? Được anh ạ. Anh em ạ, thằng ấy nó lừa mình đi ra giữa cánh đồng. Cái lối bé tí này đi kiểu gì? Mày bị bay à? Anh em ạ, cái đoạn đường này thật là gặp cánh trung gai. Úi trời ơi, sóc lắm em ạ. Úi trời.
sang đấu rồi nhá. Sang chưa? Sang rồi, sang rồi. Anh em ạ, lại gặp hàng rồi. Khả năng là X5 anh em ạ. Gọi phát về bung cánh xòe với mồi luôn. Này nhường mồi cu em đánh, mồi mình cất đi. Máy anh em ạ, máy VIP. Đấy. Này nhưng mà chết dở. Chết dở. Đang bẫy chim mà gặp ngay bạn này, bạn ấy ngồi. Này nhưng mà chết dở ơi. Máy này thì làm sao mà mà chim nó chả bay mất. Thảo nào nó cứ đá lồng. Căng. Căng chưa. Ui, 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 mái đấy, anh em ạ. Mái đấy, thập to, thập to. mái về. Trống đâu? Trống đâu anh em? Mái. Ui giời ơi. Ui giời, sang rồi. Sang cái cành rồi. Ui, giật mình bay đi. À không phải, bay xuống dưới. Thông đít à? Thông đít, thông hông. Muốn nhảy rồi. Con đấy mềm nhất thì con gì nữa. Đây nè, nhìn chưa? Đúng rồi. Đấy, cành đấy là cái cành em hy vọng rồi. Ui, đánh chưa? Gì đấy? Ui đánh trượt rồi. Cái gì? Đánh trượt lồng rồi. Nó vẫn ở đây này. Kết thúc một buổi đi bẫy chim anh em ạ. Xế chiều rồi. Mọi người chúc mọi người xem video vui vẻ mọi người nhé. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ hai anh em mình nhé. Đấy. Hẹn anh em vào những dịp tiếp theo anh em ạ. Mồi nẫu lắm rồi. Nẫu lắm rồi. Đây, vài con mồi T3 này. Quay là con gì? Nhất đào. Vài con nhất đào này. Này đưa thuyền này. Anh em đi được X4 anh em ạ. Kiếm muốn kiếm X5 mà khó quá.